chúng ta sẽ đi ăn há cảo. Hả Lộc? Thôi, sợ há cảo lắm rồi. Trăm viên là thôi, thấy không ăn đó rồi. Hôm sinh nhật anh Huy đúng không? Rồi giờ hôm nay tính đi ăn gì? Hôm nay ăn cái gì đó gọi là món thanh đạm một xíu đi. Ăn chay gì hả? Chay hả? Chay cũng gần mà. Gần như là chay. Gần như là chay. Ăn gì? Hôm nay mình giới thiệu mọi người đến một cái quán đó là bán đậu hũ hấp và chiên. Món này lạ mọi người. À món này lạ ha. Hơi nghe rất là hơi bị lạ. Món này hình như cách đi 2-3 tháng trước Tết đó là một trong những cái món ăn mà mới lạ xuất hiện ở Sài Gòn. Nó họ bán họ chỉ có là cái gì đậu hũ muối tiêu rau răm. Hình như là nó ở đâu đâu á trong khu chợ Hội Thị Kỷ cũng có, đúng không? Không. Ở bên Thủ Đức á, nhưng mà hơi xa. À đúng rồi, Thủ Đức. Mình không biết ở dưới đó như thế nào, nhưng mà trên này thì cái cách họ làm như là nó khác hơn xíu. Đúng rồi. Thì hiện tại mình đang đứng ở quận 10 nha mọi người. Quận 10 nè, đường Tân Phước nè. Đường Tân Phước là trong cái khu gần cái khu chợ Kim Biên á. À Nhật Tảo chứ quên, gần khu chợ Nhật Tảo. Thì mọi người đi đường 32, quay ở đường Lý Nam Đế. Xong rồi đi lên xíu có cái đường Tân Phước, quẹo bên tay trái. Đi thẳng xuống tới hẻm 178 đi vô gặp ngay cái ngã này biết gọi là cái gì đó. Cái ngã này nó nhiều ngã quá. Ngã tư, ngã năm vậy đó. Đây là cái quán mà mình sẽ vô đây nha mọi người. Đó. Bây giờ mình sẽ vô mình tìm hiểu coi là quán của anh này bán đậu hũ gồm có những cái hương vị gì và có những cái gì đặc biệt không. Rồi mình đi vô thôi mọi người ơi. Xe đổ hấp và chiên. Hấp và chiên Thành Hí hả? À Thành Hí. À chào anh. Dạ. Anh tên gì anh nhỉ? Dạ, tên Thành ạ. Ồ anh tên Thành luôn. Rồi, anh bán đậu hũ ở đây được bao lâu rồi anh nhỉ? Dạ anh bán được tầm 4 tháng rồi. 4 tháng hả? À cái ý tưởng gì mà để anh bán cái món đậu hũ hấp và chiên này ạ? À thực ra thì cái món này ở dưới miền Tây dưới An Giang á đã có rồi. À, thì em vô tình rồi. Em coi trên YouTube á thì em thấy. Dạ. Mà trên Sài Gòn thì chưa có, thành ra là em mang lên dạ, đây chứ là em chế biến thêm nhiều cái. Dạ đúng rồi. Thì em thấy ở trên mạng đó, họ cũng bán đậu hũ hấp và chiên á. Mà họ làm với cái nguyên liệu nó đơn giản quá nên em không thấy cái gì gọi là đặc sắc để mình đem đi trải nghiệm. Em chỉ thấy là họ bán rau răm với muối tiêu. Mình thấy là thôi nó mình nhiều người ta cũng kêu là đi review cái món này mà thấy nó thịnh, nó đơn giản quá, không có gì để review. Mà không ngờ hôm nay là có anh Thành, anh biến tấu lại cái này nhiều gia vị lắm. À, thời gian anh bán ở đây từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ anh bán ngày thường thì từ 9 giờ rưỡi sáng tới tầm 7 giờ, 7 rưỡi. À 7 giờ thì hết sớm thì tầm cỡ 5 mấy là hết. Nghỉ sớm. À, chủ nhật là chủ nhật thì 10 giờ rưỡi tới 5 giờ rưỡi. Dạ. Anh có nghỉ ngày nào không anh? Dạ không, em bán suốt. À, bán khi nào suốt. Mà ví dụ như bệnh hay gì em mới nghỉ thôi. Dạ. Chứ bình thường. Rồi cái món mà anh biến tấu như vậy á thì những ngày ăn chay á thì họ có thể ăn chay được không anh? Dạ cái những cái món này thì không ăn chay được. Dạ. Thì cái truyền thống là ăn chay được. Dạ truyền thống thì anh sẽ làm một cái bộ riêng. Ví dụ như giờ anh đang ăn chay thì anh sẽ làm bên đây là ăn chay hết. Dạ. Cái đồ gấp với em dao làm chay luôn. Trời. Dạ. Mình làm chuyên về chay cho anh ta. Dạ. Dạ mình không có đụng vô mấy bên đây. Dạ. À cái nghĩa là cái dụng cụ á. Đúng rồi dụng cụ. Em sẽ làm dụng cụ để riêng. Dạ. Ồ vậy luôn. Ồ đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì nếu mà đụng vô là nó không có được rồi. Đó rồi à. Mình có đặt qua app gì không anh nhỉ? Dạ có, em trên app Now, Bimbi, dạ. Loship, cái Grab. Dạ. Đậu hũ Thành Hí hả? Dạ, đậu hũ hấp Thành Hí. Dạ. Ngoài ngoài đậu hũ thì anh còn bán cái gì nữa không anh? Thì em bán chuyên về những món đậu hũ thôi. À. Nhưng mà ngoài những cái miếng này là từ lúc đầu em bán thì bây giờ em thêm những món đậu hũ ki. Dạ, chả chay, này ăn chay được ha. Dạ. Đậu hũ viên. À, đậu hũ thì mấy ngày ăn chay được hết luôn. Dạ. Ở ngoài, em thấy ở ngoài bán có bán cái gì đông biển gì đúng rồi, đông biển thì em bán hũ như vậy nè. À, dạ. Đậu hũ này là 30.000 ha. 30.000. Ồ, đông biển sấy khô. À rồi đó, mọi người có luôn. À ăn chay được luôn. Với lại mấy sữa đậu nành nữa. À bán sữa đậu nành nữa. Dạ. Trời thử thách kêu hết menu luôn rồi. Chà, hấp dẫn quá. Thử thách kêu hết menu đi. Là có luôn đậu sữa đậu nành đó. Là mấy loại ta?
nhiều loại lắm. Nếu mà tính ra hấp với chiên không á thì mỗi thứ là 6 loại rồi. Dạ. Hấp bây giờ 6 loại, chiên 6 loại. Dạ. Rồi đậu hũ viên, đậu hũ kỳ, chả là thêm 3 loại nữa. Dạ. Là 15 loại với lại sữa. À, sữa là 16. 16 loại. Ui. Mà nghe mày ăn 10 loại đủ rồi Lộc. Lựa đúng 10 loại nhưng mà cái thành phần nó đủ. Ừ, thành phần đủ 10 loại không anh? Thành phần thì đủ 10 loại đó. Thì nói rồi. Chung là nếu mà anh ăn 5 loại kia không lấy truyền thống thì là 10 loại đủ luôn. Dạ. Rồi vậy lấy là khoảng 10 loại đi. Dạ, lấy 10 loại để cho nha. Dạ. Đã, ở đây. Rồi. Rồi. Nha mọi người, 178 xẹt 5 Tân Phước. 16 1 10 nha. Rồi. Sữa đậu nành. 8.000 một chai. Sữa đậu nành. Ngọt vừa. Thơm. Thơm lắm, thơm cực kỳ luôn. Rồi, đây là cái món ăn của mình hôm nay nha. Đậu hũ chiên, đậu hũ hấp. Đây, chiên. Nhân thì chiên 5 cái, hấp 2 cái, rồi cái kia là gì vậy? Nhân chả chay. Tới. Nhân chả chay nè. Đó. Nhân truyền thống nè, có không ta? Đúng rồi. Đó. Cái đó khô bò hay gì? Khô này là khô gà nè. Khô gà nó khô hơn. Khô gà là màu vàng. Khô gà nó khô hơn khô bò. Rồi cái này là gì, có ớt đi. Thập cẩm nè. À có trứng nữa kìa. Khô gà, khô bò, trứng. Khô bò cái màu đậm hơn. Đây là trứng. Này hấp. Hấp cái này chiên nhưng mà trứng. Trứng thì có bao nhiêu? Rồi ok. Thì cái này thập cẩm nhưng mà hấp. Ừ. Cái này là khô gà với khô bò. Hấp luôn. Hấp luôn. Còn đây là gì đây? Hai hộp gì đây? Cái này là đậu hũ viên. Đó. Còn bên này là đậu hũ kỳ. Wow. Bên này đậu hũ kỳ nhìn chiên đúng không? Đang tò mò cái món này lắm. Rồi, xin mời mọi người. Có đó là cái nước chấm cho hai cái món này. Đó. À. Nước chấm á hả? Rưới vô đi. Coi coi vị như thế nào. Mùi chua chua nha. Từ từ thôi. Chua chua cay cay nha. Rồi ok. Hơi nhiều vậy. Rồi được rồi. Rồi. Ôi, xử hai hộp đó trước hả? Ây da. Mời mọi người nha. À, sữa đậu hũ viên trước đi. Cái hộp đó 12.000 á. Rau răm kìa, hành phi. Trứng, cúc. Ăn miếng đậu hũ đầu tiên á. Mình tưởng tượng giống như là ăn xin que cách viên á. Đúng rồi. Quan trọng là cái nước sốt á. Nước sốt gì ạ? Nước hồi nãy rưới lên á. Có mùi tắc. Nước tắc chua. Ăn thì là có cái hương vị giống như là bánh tráng trộn. Đúng, tại topping này y chang luôn. Đúng. Giá từ 7.000 tới 15.000. Này ăn vặt mà. Khá là lạc này, nó ngon. Bữa nào Lộc, bữa nào đi ăn tàu hủ thúi. Hôm bữa thấy anh Chính Thành review tàu hủ thúi vui lắm. Thúi mà nó ngon. Thúi. Tàu hủ thúi đó ở bên Thái Lan nè. Cũng khó. Có, nhưng mà hình như đâu ở quận mấy quên rồi. Tàu hủ thúi ở bên chợ Hồ Tự Gó. Chắc không vậy? Đó. Chợ Hồ Tự Kỷ là cái gì cũng có. Nhiều món lạ lắm. Chợ Hồ Tự Kỷ là chợ Campuchia. Chỗ này thì thường thường là mua mang về là chủ yếu. Đúng rồi, mua về là chủ yếu. Hết rồi. Bây giờ mở ra.
gì vậy? Dưới người đã. Đừng nói là húp nha. Thích cái nước sốt rồi lắm. Cái này đi. Ủa có được quên chấm vậy? Hấp. Thì đúng ra là có chấm mà. Có nước chấm mà. Anh bánh bên bề là có nước chấm. Chấm thì... Mình thấy cầm tay ăn luôn cho nó lẹ. Lấy đũa gắp rớt đùm đùm ra. Cái đó là... Thì có vẻ là bình thường. Nhưng mà khi mà phối hợp với lại muối tiêu, ớt, cao răm, nếu như cái khô nè, anh nó lạ lắm. Nói chung mà mình không có thể nào. Nó lạ. Không biết sao đánh giá là sao. Mà ngon. Thì hồi nãy thấy có mấy bạn học sinh tới mua nè. Rồi có mấy anh Nao với anh Mimin. Đứng khoảng 5-6 người. Món này thì tại vì chỗ này nó không có mặt bằng, nó có mặt bằng thuê cho nên là không có chỗ ngồi á. Có được cái ghế đá mình ngồi để quay thôi. Thuê nhìn thật cẩm. Có rắc muối tiêu rồi, với lại nước tắc rồi mà còn chấm thêm nước đó nữa hả? Không sợ mặn hả? Không mặn. Nó chua chua mà không có mặn. Cánh hai miếng là hết luôn cái miếng đậu hũ. Tại vì miếng đậu hũ ở đây á là miếng nó nhỏ hơn cái miếng mà mình hay mua ngoài chợ. Đậu hũ ở đây á nó có độ béo nhiều. Thì nãy anh nói anh lấy ở đâu á? Miếng đậu hũ ở đây bé hơn đậu hũ bình thường ngoài chợ mà. Hấp dẫn quá. Hay quá, hay có khi nào mình về mình kêu mẹ mình làm thử. Cái này làm được, nhà này có thể làm được. Nhưng mà mấy cái khô phải mua á. Chứ còn những cái thành phần còn lại thì dễ kiếm mà. Không, đặc biệt ngon á là cái nước chấm nè. Chứ làm thì làm đơn giản là muối tiêu, rau răm. Với lại ớt á thì nó dễ. Nhưng mà quan trọng cái nước chấm nè, làm sao cho nó. Hồi nãy anh có nói là có đúng vị. Một ngày anh bán được tầm 20 miếng. Gì? 250 miếng. Ừ. Nhiều á. Có người bán là có thêm người phụ nữa. Trời anh lẻ vậy? Anh được mấy miếng rồi? 2 miếng đúng không? Với lại một hộp đúng không? Còn 4 miếng với một hộp. Thấy không? Cái nước mềm. Nó ngon lắm. Nó khác với lại cái vị của cái nước sốt bánh tráng cuốn nha. Mình nghĩ cái này lọc xử lý trong vòng khoảng 10 phút. Nhiều loại quá vậy, nãy giờ ăn không biết loại gì là gì luôn á. Cái này nên đập cẩm, khô bò, khô gà, với lại thấy khô bò làm chạy mùi lắm, đặc biệt lắm. Khô bò màu nó sẽ đậm hơn và khô gà cái màu nó lợt. Và cái khô gà nó có vẻ là khô hơn. Đúng rồi. Khô bò ăn thì nó dai hơn. Giảm miếng sữa đã. Chơi hết menu đã ghê. Nhưng mà em thấy cái món này á, ăn đổ gió so với bánh tráng trộn ngon hơn. Bánh đánh giá là ngon hơn bánh tráng trộn nha. Cái vị của nó hay lắm. Theo như mình thấy thì có 6 loại. Nếu mà chế biến theo cách chiên 6 loại. Hấp 6 loại. Là đúng 12 loại như anh nói. Tính ra cũng hay. Ôi có mình chim. Đằng sau có cái cây mát. Nóng quá nóng. Trời ơi anh nhanh quá. Này mình không kịp stop luôn. Thôi bóc luôn đi Lộc ơi. Chấm chấm cái gì nữa. Có miếng có chút xíu à. Nãy giờ là mấy miếng tặng. Người ta cũng không có. Ăn hết nguyên cái hộp kia luôn. Ăn cực kỳ lẹ luôn. Mình chưa kịp dòm luôn á. Bảy cái đậu. 5 cái chiên. 2 cái hấp. Nãy giờ hết 6 cái hộp rồi. 6 cái rồi. No. Này mà thử thách thì ít nhất cũng phải 20 cái. What? Ngon. Chắc Lộc giỏi lắm, ăn những cái tới cái 15 bắt đầu ngồi ngáp. Ngồi ngáp 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 ngáp. Như cái miếng đó là miếng gì vậy? Chả chiên không? À đó nè.
nãy tưởng tưởng chả cá không á, thấy cái này mà chả cá bỏ vô cũng được. Phần cuối cùng đến cái phần mà mình thích nhất à, tàu cu pi. Tàu cu pi khỏi nói rồi, nếu mà ai mà cuồng về đậu hũ á thì cái món tàu cu pi này rất là ấm, cái vị nó ngon gấp mấy lần đậu hũ bình thường. Giá nó cao hơn đó, giá nó cao hơn đó, nó dai dai mà ngon lắm. Giá đậu hũ tiên biết giống gì không? Giống thịt gà hay nè, giống thịt gà có sớ. Đằng sau mở nhạc kìa, ồn lắm á. Nếu mà ai có muốn trải nghiệm thử cái món này á, nghĩ á nên mua cái đậu hũ tiên rồi, siêu phẩm. Thì nãy anh có nói nếu mà anh làm đồ chay thì anh sẽ dùng dụng cụ dao, bao tay, đồ gấp riêng, dao riêng. Đúng rồi, không có dính dầu mỡ, không dính những cái topping thịt thà này kia. Bên đạo Phật á, ăn chay đâu được ăn trứng đâu, mà bên đạo bên đạo Thiên Chúa là có. Đây, mình sẽ cho anh thử cái miếng đậu hũ kỳ. Wow. Bất ngờ cái, mình nên nhìn xét ngay tại chỗ luôn. Sao, hay sao? Hay không? Đậm đà ha. Bình thường đậu hũ bị đậm đà luôn á. Đậu hũ kim nó lạc nhất à. Mà ăn nó cái vị giống thịt gà. Đúng không? Hay không? Đúng không? Ừ đúng, thì nên thử cái chay á. Cực kỳ ngon luôn. Không mà mình cảm nhận được cái nước sốt á. Có hơi chua chua ngọt ngọt. Vừa. Cái này bạn nào mà muốn cay nữa, xịt tương ớt, mua về nhà xịt tương ớt ăn nữa. Anh cắt gì nhờ, nhìn giống cái miếng tteokbokki. Thôi đừng nói tteokbokki nữa, mệt quá. Anh có miếng à, nhìn giống dai dai đúng không? Anh có miếng mà tưởng tượng nó quá trời món luôn. Quá dữ. Xong một bữa trưa rồi đó. A few moments later. Sau một khoảng thời gian khá là dài, mình đánh đo suy nghĩ có nên đi thưởng thức cái món này hay không. Thì hôm bữa đó kêu đi quay đi không chịu. Nay quay rồi thấy thế nào? Đúng là cái món này nó làm mình không phụ lòng, nó ngon xuất sắc luôn. Nhìn cái cách đơn giản á, giống như là Duyên cầm cái miếng đậu hũ lên chấm muối tiêu chấm ớt thì thấy nó bình thường quá, nhưng mà qua đây anh Thành ăn bán đỉnh luôn. Khô bò, khô gà, trứng cút. Rồi đặc biệt đó, cái món mình cực kỳ mà thích nhất đó là cái món tàu hũ kỳ á. Wow, ngon lắm. Thôi nó được làm rồi, cho mình liên tưởng tới nhiều cái món ăn khác nhau á. Hiểu mà. Hiểu mà, mỗi lần ăn xong là tưởng món khác không à. Thì mọi người có đến đây mà trải nghiệm thì nhớ đến địa chỉ là 178/5 đường Tân Phước, phường 6, quận 10 nha mọi người. Cả nó nằm song song với đường 3 tháng 2, nằm phía bên trong đường 3 tháng 2. Anh bán từ 9 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Chủ nhật thì từ 10 giờ cho đến tầm 5 giờ rưỡi là anh nghỉ rồi. Anh đặt qua app điện tử nãy mình có thấy là Bimin Now. Grab nữa, với cái tên là đậu hũ hấp và chiên Thành Hí nha mọi người. Rồi, clip của mình sẽ được kết thúc tại đây. Nếu như mọi người yêu quý video clip của mình thì nhớ để lại cho tụi mình một like, một đăng ký kênh nha. Còn ngoài ra bạn nào có những đóng góp thì nhớ để lại bình luận bên dưới để tụi mình biết ý tưởng để làm video clip sau phục vụ cho mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Bye bye.